Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức khánh thành công trình cầu Xóm Nghìa, xã Quế Hạ, huyện Kim Bôi. Tới dự và các băng khánh thành có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Đăng Ninh, nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Oanh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, nguyên trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình. Công trình cầu Xóm Nghìa được khởi công vào ngày 5 tháng 10 năm 2020. Sau hơn 3 tháng thi công đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình có tổng mức đầu tư là 2,5 tỷ đồng, trích từ quỹ vì người nghèo của tỉnh. Cầu có tổng chiều dài hơn 28m, chiều rộng 6m, tải trọng 10 tấn. Cầu Xóm Nghìa hoàn thành có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo điều kiện đi lại thuận lợi của 121 hộ dân trong xóm và người dân xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn. Đây là xóm đặc biệt khó khăn, đời sống của người dân sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cầu Xóm Nghìa có ý nghĩa quan trọng góp phần phát triển kinh tế cho người dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Với cái cầu mới như này thì sẽ giúp cái điều kiện giao thương giữa hai địa phương với nhau và giữa hai địa phương với hai huyện với tỉnh sẽ rất thuận lợi. Như vậy là chúng ta sẽ có điều kiện để phát triển kinh tế. Và từ phát triển kinh tế chúng ta có điều kiện phát triển văn hóa, phát triển xã hội. Chúng ta vừa kết thúc Đại hội Đảng lần thứ 17 của tỉnh với quyết tâm rất cao, phấn đấu đưa kinh tế tỉnh nhà đến 2025 trở thành một tỉnh phát triển trung bình của cả nước. Và cái một trong các đột phá chiến lược của chúng ta đấy là hạ tầng, và đặc biệt là hạ tầng giao thông. Thì đây là cây cầu đầu tiên cũng được khánh thành sau Đại hội Đảng, có sức ý nghĩa rất là quan trọng. Và tôi tin rằng với quyết tâm cao của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi xóm, mỗi thôn, mỗi xã và cả huyện, thì Kim Bôi trong tương lai cũng sẽ là một trong những huyện phát triển nhất của tỉnh. Tôi tin rằng với tất cả những cái điều kiện như vậy thì trong 5-10 năm tới nữa thôi thì Kim Bôi nói chung và Quế Hạ nói riêng sẽ trở thành trọng điểm phát triển kinh tế của cả tỉnh và đời sống vật chất và tinh thần của bà con sẽ được nâng cao. Cuối cùng, đồng chí rất là Bí thư Tỉnh ủy mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế, quan tâm chăm lo cho các hộ chính sách, đặc biệt là sắp đến Tết Nguyên đán, đảm bảo cho người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh và an toàn. Nhân dịp năm mới, nhân dịp này các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng 30 suất quà cho các hộ nghèo trong Xóm Nghìa.